Chào cả nhà và các bạn, anh chị em, cô bác. Hôm nay hai vợ chồng mình đi hái rau để vô kho mắm nè cả nhà. Ông xã đang nhổ rau. Chào cả nhà anh ơi. Chào cả nhà nha. Nam đi nhổ quần nào vô cho mình kho mắm chấm nha nhà. Sáng mình dân được mớ cá sạch điểm. Không bự bự không cả nhà. Mình ăn đồ vườn, đồ nhà mình không nha cả nhà. Vì mấy cái rau đồ là mình trồng không à. Nãy đi chợ mình thấy đi đưa đi nha. Nhúc kia gạo cạn. Mình chỉ có trồng quần nào với con súng thôi nha. Còn có nhúc gạo cạn là mình mua nha. Chứ không phải là mình nói trồng mình không có trồng, cái nào có thì mình nó có, nào không mình nó không nha cả nhà. Rồi cả nhà, cũng đẹp quá nè. Bông đẹp quá, đẹp luôn. Đây nè, cá này vợ chồng mình giăng lưới nè, được mớ nè. Vừa nãy mình có mua lọn rau cần nè. Mua hai trái cà, hai trái hổ qua. Về đây mình mua lọn rau nhút. Thì đã hai chồng mình hái con mới cụ nèo. Rồi mình có mua nửa ký mắm cá sặc với miếng thịt ba gọi nè, để mình kho chung với mắm cho nó ngon đó cả nhà. Mời cả nhà cùng vào bếp nha. Nhớ dạy tiếp xả cho vợ mình kho mắm nha cả nhà. Không bỏ xả vô nó thơm cả nhà. Xong người ta đám giỗ cả nhà, rồi người ta ca nhạc sống quá, ồn quá, cả nhà nghe cũng thông cảm dùm cho mình nha cả nhà. Nó hát ầm 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 ngang cửa mình á. Mình quay gì chắc nói chuyện chắc cũng hơi nhỏ rồi, cả nhà cũng thông cảm nha. Rồi được rồi, như đủ. Mình nằm luôn rồi nè cả nhà. Rồi thịt này nè mình cũng sắt ra, rồi mình hai trái hủ qua cà mình cũng làm luôn. Đây mình có ông xã có nhổ mấy tép xả nè, đi hái mấy trái ớt, rồi rau mình cũng sơ chế rồi luôn nè. Bây giờ mình sắt xả để mình vô mình làm mắm nè cả nhà. Còn đặng mớ của mình lắc mình để vô trong nước mắm mình kho. Đây mình bằm miếng xả để lát nữa mình xấy cho thơm á, mình xào thịt. Này hủ qua nè, chắc để vô kho mắm. Chắc cà nè, cà để vô mắm kho. Hai đám dỗ bên sông hát nhạc ồn quá trời cả nhà ơi. Cả nhà xem video cả nhà cũng thông cảm. Đắp nồi lên nè, mình chế vô miếng dầu. Để tỏi vô, mình xấy tỏi trước nè, để mình xào thịt cho nó thơm cái. Vàng tỏi, cho miếng xả vô mình vàng luôn.
có hơi thơm thơm được rồi đó nha. Mình cho thịt cho mình xào nha. Sôi lấy cái nước mà. Rồi mình chụm cho nó sôi ăn chín thịt mình thả cá vô. Này thịt nước sôi lên dữ nè, mình thả cá vô nè, cá này của mình nãy văng lưới nè, nằm rửa sạch nha. Cá sạch còn ú ú không luôn rồi nè. Phi cá sạc, cái con gô phi này chắc mình ăn không ngon bằng con cá sạc nữa nè. Này cà với hủ qua nè, nước cá mình để vô nè, mình cũng để cà với hủ qua vô luôn. Mắm sôi lên nè, giờ mình vớt bọt. Nói chuyện nhỏ quá lắng lướt cũng không lợi cái bên vàng nhạc sống bên trong người ta ca luôn nữa, nó ồn luôn. Mình cũng gì được rồi nè cả nhà và các bạn ơi, mình đang mình còn để lên bếp ga, mình nhúng rau mình ăn nó ngon hơn mình chấm á. Để mình chụm chín quá lên trên bếp ga cái nó gục. Giờ mình tắt lửa gì được rồi. À, cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Đây mắm mình kho nè cả nhà, rồi mình để lên trên thau gì mình trên lẩu gì nè mình nhúng luôn rau ăn nó ngon nè. Ăn rau được nhiều hơn. Sáng mình đi văn lưới cá sạch đẹp đó cả nhà, con đi mua bưởi không ạ. Mà rồi giờ mình làm cái mắm chấm với bông bệnh là giờ mình thấy ngon hơn, hấp dẫn hơn mấy món hộp đó cả nhà. Mình thấy là thấy hấp dẫn liền luôn á. Ăn cơm mình ăn cơm nha. Sôi là ngon quá trời luôn. Có ngon không? Ngọc ăn gì nè, con ăn thịt hay gì? Bình đó là đúng bài luôn nha cả nhà. Có nhiều quê mà.
mở này. Phải cắt cái dây cho con đi, nhỏ lông này cho con. Dây nhỏ lông này cho con. Này được. Con lục bình này á, bây giờ mà chỉ là ở mình đây còn chứ mình đi dài không thấy đó cả nhà. Cái mương mình đã dành á, mình không có dọn, để khúc kia đó dành bông bình mình ăn ra đồng, mình mua chút đỉnh lộn con nhút kìa, ăn nó ngon hơn. Nãy giờ mình chưa ăn còn con nhút nữa chứ, ăn bông bình ngon quá, bình trúng mắm, chấm mắm ngon quá. Chào mình có động lực quay video sau cho cả nhà xem nha. Chào cả nhà nha.